Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão ở đây. Rồi, ok, thì đến trận đấu ngày hôm nay. Khỏi giải thích nha anh em. Chắc là anh em nhìn anh em cũng biết rồi mà. Pha mát này. Đấy, máu MP5. Hôm nay thì mình sẽ chọn cái khu vực nhà Bazan quanh cái khu vực cổng trời. Hôm trước thì mình xuống thung lũng rồi, nhưng mà đông quá anh em ạ. Đông quá, nghẹt thở chết đấy. Không có oxy. Mình đang cần một cái ống ngắm với lại một cái tay cầm nó ngon hơn cái pha mát của mình. Cũng khá lâu rồi nhở, mình chưa bắn pha mát đúng không? Vậy nên hôm nay mình sẽ bắn lại cây pha mát này nhá. Nhiều anh em thì cứ kêu là tại sao mình không bắn lại cây pha mát ngày xưa mình bắn đi, mà suốt ngày cứ XM8, suốt ngày SK, suốt ngày AK thế. Thì một câu trả lời ngắn gọn, xúc tích không rườm rà nhá. Đó là vì những cây súng đó nó mạnh. Nó mạnh trong OB20. Đó, được chưa? Anh em đã hiểu chưa? Cái cây pha mát ấy, ngày xưa mình bắn ấy, anh em biết tại sao không? Cũng vì lý do như trên. Đó là ngày xưa nó mạnh. Nhưng mà ấy, từ khi mà cái nhấp nhô bị bỏ đi, và từ khi mà cái vớt tâm xuất hiện, thì gần như là cây pha mát nó không mạnh nữa rồi. Tại vì là để mà vuốt tâm được cây pha mát ấy, cực kỳ khó. Mình không nói là không vuốt được nha, vẫn vuốt được, nhưng mà cực kỳ khó. Vậy thì tội gì chúng ta phải lao đầu vào những cái cây súng mà không mạnh mà lại còn khó vuốt tâm? Tại sao chúng ta không sử dụng những cây súng dễ bắn mà lại dễ vuốt tâm, đúng không? Đấy, thì đấy là những cái lý do mà mình không bắn lại cây pha mát như ngày xưa. Anh em bắn thì anh em cũng sẽ biết là nó yếu như nào thôi. Trong khi mình đang có một cái skin nó mạnh nhất trong cây pha mát rồi, mà mình bắn mình cảm thấy nó vẫn không bằng mấy cây kia. Bên ngoài bắn nhau kìa. Sau này thì khi mà bỏ cây vuốt tâm thì có thể cây pha mát nó sẽ mạnh lại. Nhưng mà đấy là sau này. Còn bây giờ thì thực sự là nó rất yếu anh em ạ. Mình xin mạng đầu tiên. Mạng thứ hai này. Ôi, bỏ đâu mất tiêu rồi. Đó, hai kill. Một kill thì chùa, một kill thì tự mình bắn được. Cái cây pha mát này ấy, thì chỉ sướng nhất ấy, khi mà chúng ta đọ đạn với nhau thôi. Ui, có người này. Từ nhau ơi. Gạ làm gì hả bạn ơi? Nếu mà là fan mình thì chắc chắn là phải biết mình không team up rồi chứ. Đó, chừa nhá. Lần sau nhớ nha bạn. Mình cũng không muốn đâu, nhưng mà cuộc sống mà. Mình không giết bạn thì người khác cũng giết bạn thôi. Hoặc là mình không giết bạn thì bạn cũng giết mình thôi. Vậy nên là dù gì cũng là game thôi, nên là đừng có quan trọng quá nhé. Trở lại với cái vấn đề cây pha mát. Khi mà mình bắn pha mát ấy, thì mình bị một cái điểm yếu chí mạng. Đó là khi mình bắn ấy, thì mình phải dùng cái nút bắn bên trái. Và khi mà mình bắn nút bắn bên trái như vậy ấy, thì bản thân của mình, một là đứng im, hai là ngồi im. Và ở trong cái thời kỳ này ấy, mà chỉ cần đứng im một tầm 2 giây hay là ngồi im một tầm 2 giây thôi là anh em hoàn toàn bay đầu rồi. Trong một cái thời kỳ mà người người biết vuốt tâm, nhà nhà biết vuốt tâm, thì đứng im 2 giây là toang rồi anh em ơi. Nên là vậy đó. Sau này nếu mà cái hệ thống vuốt tâm nó không còn thì khả năng là bắn cây pha mát sẽ sướng. Nhưng mà mình nghĩ là khó lắm. Chắc là người ta sẽ không bỏ cái vuốt tâm đâu. Nhấp nhô thì ngày xưa mình cũng nghĩ là không bỏ, nhưng mà người ta vẫn bỏ được. À, gắt nha. Này thì ơ, sao lại bắn mình vài viên không đứng đơ thế nhở? Chả hiểu kiểu gì. Thấy cũng tội, nhưng mà thôi, cũng kệ vậy. Anh em có tin là sau này sẽ bỏ cái vết tâm không? Mình thì mình không dám chắc đâu, nhưng mà cũng có thể là người ta sẽ bỏ đấy. Ngày xưa thì cái nhấp nhô Toco ấy, mình cứ nghĩ là không bao giờ bỏ cơ, nhưng mà sau cùng thì người ta vẫn bỏ ấy thôi. Ok, đi thế nào? Thực ra là cái nhấp nhô Toco ấy, hay là cái vuốt tâm mà bây giờ anh em đang sử dụng ấy, thực ra ấy, theo mình nghĩ ấy, nó chỉ là một cái thủ thuật thôi. Một cái thủ thuật chơi game thôi. Chứ thực ra thì không phải là một cái kỹ năng thực sự đâu. Tại vì là cả hai cái món đấy ấy, đều dựa vào một cái bắt tâm của game và phát triển ra. Chứ mình đố anh em mà
để cái điều khiển ngắm tất cả ấy. Xong rồi anh em quyết tâm đi, thử đi. Khó cực kỳ luôn, mà gần như là không được ấy. Có địch này, nhảy đâu? Nhảy đi đâu? Ôi, lâu rồi không bắn lại cây pha mát này, toang thế nhở. Ui, có người đến đây này. Lơ nga lơ ngơ. Đi đâu hả bạn ơi? Cái mông này. Bên dưới còn hai người anh em ạ. Lâu rồi mình không bắn lại cây pha mát. Ui, một viên đầu kìa. Đó, gục nha. Tính đi đâu? Không xuống cứu đồng đội à? Ok. Nhấp nhô kìa. Này thì nhấp nhô này. Đã bảo là không team up rồi mà cứ bị gạ hoài. Lần sau thôi nha. Ok, thì có một cách để mà kéo tâm với cây pha mát, nhưng mà nó hơi khó. Đó là anh em sử dụng bắn bên trái và kéo ở bên phải lên. Nhưng mà nó bị một điểm yếu chí mạng anh em ạ. Đó là anh em phải đứng im hoặc ngồi im thì anh em mới làm như thế được. Mà anh em biết đấy, đứng im hay ngồi im thì đều toang hết. Ở đây có ai không? Tự dưng cái máy bay gọi thính bây giờ nó thay bằng cái con Poring. Nói chung là nhìn thì các bạn phía sau có người. Căng thế. Tính gạ mình nữa hay gì? Kè à? Bạn cái kè anh em ạ. Đấy, kè đi. Ồ, đi xe luôn kìa. Ghê chưa? Xe con độ nó mới sợ chứ. Này thì đi xe này. Sai. Quá sai bạn ạ. Quá sai. Mình tưởng bạn công mình bằng cái gì. Bạn đem con xe đó bạn công mình thì toang chắc rồi. Thôi đi thôi. Tự dưng hôm nay bắn cây pha mát kiểu như là nó cứ lơ nga lơ ngơ kiểu gì ấy. Nhớ cái thời ngày xưa ghê. Nhớ cái thời nhấp nhô Toko thế không biết. Không biết là anh em chơi game lâu chưa, nhưng mà ngày xưa từng có một thời huy hoàng lắm em ạ. Cây pha mát này nè, bây giờ thì nát. Nát bét. Đúng là một thời gọi là lên voi, xong lại một thời lại xuống chó. Cuộc sống mà. Thời thế nó cứ thay đổi liên tục anh em ạ. Nhưng mà tính ra ấy, là mình thấy chỉ có một vài cây là gần như xưa thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Đó là cây AK này và cây M4 này. Đấy, hai cây đấy. Hai cây súng mà là gọi là huyền thoại chứ không phải gọi là súng bình thường nữa rồi. Tại vì anh em biết sao không? Gần như là game bắn súng nào cũng có AK và M4A1. Mọi người có chơi Half-Life không? Đấy, đấy là game mà ngày xưa một bên là cướp, một bên là cảnh sát ấy. Hai cây súng đấy là đại diện cho hai thế lực. Và gần như là ai ai cũng sử dụng hai cây súng đấy để bắn nhau. Một bên thì dùng AK, một bên thì dùng M4. Vậy đó. Còn trong game của chúng ta thì anh em cũng biết rồi, AK mà mạnh nhưng mà giật. Còn M4 êm nhưng mà lại hơi yếu về đam. Có người phải không? Không phải anh em ơi. Kể cả là trong game của chúng ta cũng thế nhá. Hai cái cây đó là M451 và AK47 là hai cây súng mà gần như là ổn định nhất từ lúc mà game mới ra đến bây giờ. Mặc dù là có rất là nhiều những cái skin súng ra thay đổi chỉ số này kia, nhưng mà ấy, hai cây đấy vẫn là hai cây ổn định bá đạo nhất. Cái cây XM8 ấy ngày xưa yếu cực, nhưng mà bây giờ tự dưng OB20 nổi lên như một vị thần. Có người. Hay à? Hay à? Không vào chảo thì như kiểu mũi đốt inox vậy. Toàn 8-9 đam không. Hình như bạn đang ke mình như sao ấy. Có hai người liền cơ. Ủa ôi, trâu thế. Giáp mấy mà trâu vậy. Ke mình kìa. Không biết là cầm K hay là cầm A đúp ấy. Sợ quá cơ. Công lên đây. Công lên đây một viên vào đầu nhá. Hay đấy. Ui, một team 3 người anh em ơi. Ây à, ai ai cũng có bông kéo này. Công à, nè, lựu đạn nè. Đó, công đi.
dính nha. Khẩu này, khẩu này gục hai. Gạt trước tính tiếp. Ơ cứu kìa, ai cho bạn cứu, ai cho bạn cứu ngáo này. Ok may quá, đó lại nhân giống nữa rồi, may cho mình là mình còn chiếm được cái đỉnh đồi rồi. Ok, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ ý kiến gì thì anh em cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đừng quên là like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.